Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương Thông tin tính chung 7 tháng năm 2024, chỉ số toàn ngành công nghiệp IB ước tính tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ năm 2023 giảm 0,8%, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 9,5%, cùng kỳ năm 2023 giảm 1,2%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,4%, cùng kỳ năm 2023 tăng 1,4%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và sử dụng rác thải, nước thải tăng 7,2%, cùng kỳ năm 2023 tăng 5,2%, riêng ngành khai khoáng giảm 6,2%, cùng kỳ năm 2023 giảm 2% sản xuất công nghiệp tăng trên diện rộng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2024 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IEB đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Do tình hình sản xuất của các ngành công nghiệp đã phục hồi tốt, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra. Bộ Giao thông Vận tải vừa ký công văn gửi đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời cử tri địa phương về việc giá vé máy bay trong nước tăng cao. Bộ này nhìn nhận từ đầu năm 2024 đến nay, giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay của các hãng hàng không Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên qua kiểm tra hoạt động bán vé, Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận các hãng thực hiện đúng quy định về mức giá tối đa đối với hạng phổ thông cơ bản trên đường bay nội địa. Bên cạnh đó, giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tăng nằm trong xu hướng chung trên thế giới do chịu tác động bởi các nguyên nhân chính do yếu tố cung cầu thị trường, sụt giảm quy mô đội tàu bay khai thác, nhu cầu đi lại tăng cao vào các dịp lễ Tết và biến động do tăng giá nhiên liệu bay, tăng tỷ giá. Giá vé dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 khiến nhiều du khách phải thay đổi kế hoạch du lịch. Khảo sát nhanh cho thấy giá vé máy bay khứ hồi khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 đang ở mức cao hơn ngày thường từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng trên một vé khứ hồi. Riêng chặng Hà Nội Phú Quốc có mức giá cao hơn nhiều so với các chặng khác, cao nhất là 8 triệu đồng một vé khứ hồi. Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm, các hãng hàng không đã tăng thời gian khai thác từ 11 giờ lên trên 13 giờ một ngày một tàu bay và có hãng đã tăng năng lực vận tải lên tới 24%. Tới tháng 9 này sẽ có 7 tàu bay của cả 4 hãng hàng không trong nước được bổ sung để bù đắp cho số lượng các tàu bay đang bị triệu hồi vì lỗi động cơ. Mới đây, Vietjet Air cũng đã đặt mua thêm 20 tàu bay thân rộng thế hệ mới A330-900 và sẽ thay thế đội bay A330-300 hiện tại. Hãng này cũng cho biết sẽ nhận 10 tàu bay mới vào cuối năm nay. Trong khi đó, Bamboo Airways cũng đã thuê thêm 3 tàu bay A320 và dự kiến đón thêm một tàu nữa trong quý 4 này. Hàng không Việt Nam được đánh giá là thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới với tốc độ thường niên là 14%. Kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông năm 2025 dự kiến sẽ có hai bộ đề thi riêng biệt với từng nhóm thí sinh. Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung phổ thông từ năm 2025. Theo đó, kỳ thi năm sau sẽ có hai bộ đề thi, gồm một bộ đề thi cho thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông mới và một bộ đề thi cho thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Việc tổ chức thi tốt nghiệp trung phổ thông 2025 với hai bộ đề riêng nhằm đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh chưa đổ tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó. Ủy ban dân quận Hoàng Kiếm Hà Nội vừa có thông báo kéo dài hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2 tháng 9 1945 2 tháng 9 2024 để phục vụ nhân dân, du khách và tăng sấp dẫn của du lịch thủ đô, Hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn sẽ được kéo dài từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9. Cụ thể, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàng Kiếm và phụ cận sẽ hoạt động từ 19 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024 đến 24 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2024. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ sẽ hoạt động từ 19 đến 24 giờ hàng ngày trong khoảng thời gian trên. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin cập nhật lúc 14 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt.